Vâng, xin thưa các bạn, hôm nay là ngày 15 tháng 4 nha các bạn, 15 tháng 4 dương lịch. Vì Thanh Long làm vlog cũng được 2 tháng rồi, nhưng mà nói thưa thật với các bạn là lý do là ở bên đây là dịch virus corona, là ở Việt Nam mình là 200 mấy chục người đó các bạn, nhưng mà giờ cũng bớt là cũng một nửa rồi. Có thằng cháu, mình rủ thằng cháu, hello, giơ tay lên, đó, là chú cháu đi quay nha các bạn, đi vô trong này quay, tại vì ở bên đó là dịch virus nó nhiều quá, thành ra là không cho những cái khu du lịch, những khu vui chơi, những cái khu suối tác, những khu mà đông người là tất cả là nhà nước mình cấm nha các bạn, cấm không cho rồi từ để chú quay không được, để từ chú quay, tất cả như là nhà nước mình cấm hết, thành ra là không cho quay, thành ra chú mới tìm vào đây quay, thành mong ở đây là tại vì thác có nhiều người kêu là thác 7 nhánh, có nhiều người kêu là thác 3 nhánh, có nhiều người kêu thác cổ cò, rồi lúc để cho mấy cháu dân tộc nó là thác đặc lý đó, thì thôi bây giờ này khác thì khác, nhưng mà mình thấy quá đẹp các bạn. Giờ mình đang ngồi đây thì xin thưa các bạn là mình cũng ngồi để mình quay, mình cũng ghép một hai khúc thơ vô cho các bạn. Chắc chắn ước mơ ta đến trần gian để làm gì, lầu son giác đĩa hỡi phố đi, đời là cõi tạm về bên ấy, ôi kiếp trầm luân quá tham si, xác thân tứ đại về cát bụi, hỡi kiếp phù sinh lúc ra đi, thành ta nhẹ gánh về thiên giới, đã lại kiếp người cửa từ bi. Vâng, xin thưa các bạn, cuộc sống hồng trần, cuộc sống phong ba thảo tác này, tất cả chúng ta đã đến ở trần gian, còn giữa ai cũng có cái tham vọng hết, ai cũng có cái tham vọng muốn chúng ta khá hơn, chúng ta giàu hơn, muốn chúng ta sang hơn, muốn chúng ta được nhiều cái thiên nhiên ưu đãi hơn. Nhưng mà xin thưa các bạn, cái gì nó cũng có cái sự trả giá của nó hết các bạn. Họ nói là bôn ba không qua thời vận, nhưng mình bôn ba nhiều thì thời vận nó đến nhiều, bôn ba ít thì thời vận nó ít. Nhưng mà nói thật, nếu mà mình trèo cao thì té nặng các bạn, mà nếu trèo cao đó nặng, là một kiếp người khó quá thay, đạo đời nhân nghĩa sống bao ngày, thân đền ốm giải tình nhân ái, sống hết kiếp người quá chua cay, xương ra gia mẹ thân sinh dưỡng, tử tử sinh sinh lẽ sống lại, các thân tứ đại về các vị, trả hết kiếp người hết nợ quay. Xin thưa các bạn, đó là những cái quan cảnh cuộc sống mình, những cái câu thơ đây có mình cũng có làm, nó cũng không có đúng trong cái môi trường này, không có đúng cái khung cảnh này đâu, nhưng mà nó cũng để cho chúng ta hết cái đời quái. Mình có cũng thôi vào tỉnh lặng phù dung, đây là cái cõi ta bà nha các bạn. Mình xin quay một cái khúc nữa là tỉnh lặng phù dung lẽ sống trần, ngựa hồn tinh tú hỡi xác thân, vọng xa tiếng mõ chùa thiên ngộ, ta đến thử sinh chịu hơi bờ, gửi nhó nhắn sen mây chưa đến, ôi chút phù sinh mãi tam sân, ta lại gửi về nơi cửu tổ, gánh lấy vô cùng khỏi phân vân. Thì thưa các bạn, cái cõi hồng trần, cái cõi lương sinh, cái cuộc sống này nó quá y là đem chúng ta đến đây đâu. Bây giờ cái để hình như nó bị tức mất rồi, bây giờ quay lại chỗ này, mới quay lại cái khúc này đấy, thấy thì cũng bỏ rồi. Đây nha mọi người,
7 tầng ở Cà Rông Nô nha mọi người. Một cái cây không quan trọng mình sống ở đâu. Các bạn ra có cái không thế nào mà chơi được mà. Một cái quay của thiên nhiên là đang chạy cho chúng ta. Thank you.
Lúc các bạn giải chết, lúc các bạn vui buồn là xin chào và hẹn gặp lại các bạn.